Hai chào các bạn, quay lại với channel của GTN nha các bạn. Mình là Di. Mình thích mở. Thì rất lâu rồi hai mình mới có dịp quay chung. Bữa nay hai đứa là chiều chạy vòng vòng chơi thì có mua được một loại đồ ăn với lại nước uống rất là đặc biệt luôn á, mà từ nào giờ cũng gọi là rất rất thích khi mà uống, rất khi có dịp để uống. Thì đó là đây. Đây bạn thấy đi vô. Đó. Đây như là dừa nước vậy nhưng mà không phải, mà đây là thốt nốt. Đó, cái này là hai chai mật thốt nốt, nước thốt nốt á, người ta lấy trên cái bông xuống á. Thì hôm nay mình với nó đi mua rồi thì giờ sẽ hai thằng sẽ ăn review cho bạn xem. Ok. Bạn thì cái thốt nốt thì dùng mình không có, nó chỉ có dùng biên giới giáp Campuchia á. Thì ở trên cái chỗ mà mình có chụp hình hai cây thốt nốt tình yêu á, hai cây thốt nốt trái tim sinh đôi á. Đó thì đó có thốt nốt thôi. Chứ còn chỗ mình không có thốt nốt. Đó. Thì mình sẽ cho bạn xem hình cây thốt nốt sao nha. Thì tụi mình không có, cũng kiếm cũng khó lắm. Đó. Gì khủng. Cái dừa mà. Cái dừa của người ta. Cái dừa mà. Mà thì cây thốt nốt nó cũng tự tự như cái này nè. Cái này cái dừa. Cây thốt nốt nó cũng giống như cây dừa nè. Hôm nay là hình nè. Chứ chỗ mình không có cây thốt nốt nên mình chỉ lấy hình cho bạn xem thôi. Nó hình và quả cây thốt nốt. Các bạn thì bây giờ mình sẽ khui hộp, mình sẽ review cái thốt nốt mà người ta đã chẻ trong cái ra rồi người ta móc cái cơm cho mình ăn mà. Đây nó. Đây. Đây là hai chai nước đây, đó. Còn đây là một cơm thốt nốt. Đó. Đây là cơm thốt nốt các bạn. Nó cũng tự tự như là cái dừa nước á, nhưng mà cái này ăn nó, cái vị nó đặc trưng hơn, nó có vị thốt nốt hơn. Các bạn thì mình với mở ngồi ăn ngoài ruộng luôn đó. Mấy xe của anh ta đi ruộng á. Đây là nước mà thốt nốt bạn, mà thốt nốt ta lấy trên cái hoa của cái thốt nốt á, rồi cho xuống bình rồi người ta đem bỏ ra chai bán. Chai vậy thì 10.000. Còn thốt nốt này thì người ta chẻ sẵn, người ta bán, mình mua nhiêu người ta bán nhiêu à. Này hai mình mua 30.000. Dưới này hai chai nữa là 50. Bữa ăn gọi là ăn giặt mà 50.000, mà mấy món này khó có lắm. Có dùng An Giang đồ thì nhiều. Đó. Này mập mẹ ăn nào giờ chưa mập? Chưa. Theo ngoài. Mới thấy lần đầu tiên luôn á. Đó, lột ra. Cái này người ta bán ra trẻ còn có cái lớp vỏ nha các bạn. Nó mình ăn mình phải lột ra. Đó. Đó. Để ra, lột ra. Lột xong rồi ăn mà. Đó, lột xong rồi nè. Đó, giờ là sẽ ăn cái thốt nốt và uống mật thốt nốt các bạn. Đó. Mời bạn nha. Mời bạn. Đi ăn chỗ khác thì ăn chỗ là lạ thì tốt quá. Rồi ăn dứt vô. Nước không. Nước không. Ăn nước nôi nhiễu nháo lum ra. Mùi nó rất giống cái hốc nốt luôn các bạn. Cái hốc nốt mà nó cơm nó như cơm dừa nhưng mà nó có cái gì thốt nốt. Ăn cái này có cái là lột rồi. Này ai mà lột sẵn ăn chắc đã lắm, thì cũng ai mà lột sẵn ăn không biết ớn luôn. Này mùi y như cơm dừa, không khác cơm dừa nước thế nào luôn mà. Nhưng mà nó có cái ở trong nó có nước thốt nốt, nó tướng ở trong á, xe bóp kèn thiệt, y chang là dừa nước luôn, không khác gì luôn mà. Ở trong có nước ăn thì giải nhiệt mà. Nào thì mình sẽ làm món này cải biên là thành nhiều loại khác nhau, ăn cũng ngon lắm. Chấm sữa, thấy người ta làm chấm sữa rồi nè, mời bạn nha, bạn miếng cơm thốt nốt nha. Đọc chưa?
này khó lòng quá. Mời bạn. Cái này cứng quá. Dạ. Cái này mấy nào mà già quá ăn nó giòn sực sực sực. Y như mấy bạn ăn mà dừa mà nó bị già. Còn mấy nó mềm là y như dừa non vậy. Trái non trái già mà. Cứng ăn có mùi vô. Y như là dừa. Đúng rồi. À, cái này non à. Nó trắng khó không? Trắng không? Dừa là nó đục lên. Còn mấy cái mà già là nó đỏ rồi. Già nó đục lên. Là nó đỏ. Đó, uống miếng nước đi. Ăn nhiều, làm miếng nước mà. Nước mới ngon. Nước hút nốt, uống mới ngon. À. Mời bạn nha mọi em. Mời bạn dùng miếng nước mấy mình nha. Vô. Vô. Mùi ít như nước dừa. Mùi nước hút nốt. Thật ra thì nước hút nốt đóng chai là mình không biết sao, mà nếu mà đúng nước hút nốt á là phải trong ống tre và ống nước nha mà. Người ta trên lấy lá là đốt cái lá heo heo người ta đậy lại ở trong ống tre, người ta thui cho nó cháy ở trong á, đựng nước uống rất là ngon, rất thơm luôn. Còn nước này người ta bỏ chai rồi, chắc người ta cũng có pha gì thêm vô, pha thêm nước hay gì á, cho nên cái vị nước hút nốt nó loãng ra, nó nhẹ. Uống vẫn có mùi vậy nhưng mà nó nhẹ. Còn mà nếu mà nước hút nốt mà đặt á, là gọi là gốc ở trên bông xuống á, là mình hình như hay mình biết á là chỉ uống được buổi sáng thôi, còn để tới trưa là nó lên men, là nó tăng độ lên như là rượu rồi. Nhưng mà uống cũng rất là ngon. Rất là ngon. Thường ấy cái nước hút nốt á, với lại cái trái hút nốt này là dùng biên giới Việt Nam Campuchia á, là mấy người ở bên Campuchia đem qua đây bán á thì rất là nhiều. Còn mà ở đây thì ở chỗ mình thì ít lắm, ít thấy người ta bán lắm. Này lâu lâu thấy bán mua thôi, chứ ông chú này cũng ít khi nào thấy bán lắm. Có bữa thì ông bán 20 bữa dây, còn có bữa nguyên tuần lễ không thấy đâu luôn, làm như không có hay gì. Ủa bạn ơi, này nước à, ô trời ơi, nước à, chu cha mà ơi, nước nó chảy, nước tràn bờ đê luôn. Cái này đúng là non luôn nè. Nồi trắng trong luôn mà. Ôi. À, trong vắt luôn. Mời bạn nha. Mời bạn dùng miếng này nè. Hết sảy con 17 luôn. Để bạn nào mà thấy hay là thấy thích clip này, hãy cho mình like, bấm đăng ký ủng hộ hai đứa mình nha các bạn. Thì để mình có động lực quay thêm nhiều clip nữa. Đó. Ăn uống hay là săn bắt này kia đồ. Ăn nghiên cứu gì mà nước nữa bạn. Đây. Nước. Thấy không? Ngày qua mới mưa á. Qua mới mưa về nước đó, đầy nhóc luôn á. Còn mà mấy bữa khô cho mày kiếm nước không ra đó. Ăn phải bóc cái vậy nè. Đó. Ăn mới ngon. Còn mà kiểu mà lọc sạch quá mình lấy nhổ muỗng lấy nẻ ăn không có ngon, phải cho dơ dơ nha nè các bạn em ơi. Này mà hút nốt này mà thì chấm với muối ớt ăn không biết sao. Ngon nghĩ sao mập rất ngon. Ba trái bột giác thôi. Ăn này là nó không có ngọt, nó lợ lợ thôi, mà có mùi đặc trưng của thốt nốt. Ăn rất là ngon. Này mà có dầm nước đá ăn, bỏ miếng sữa vô nữa là hết sảy luôn mà. Quá trớn rồi đó. Các bạn thì hai đứa mình ăn hết rồi, còn miếng mỡ đang ăn nữa. Thì uống hết thằng nước này nữa thì mình sẽ chạy trong vòng không gió ngoài ruộng nữa. Thì sau một ngày làm việc mệt mỏi thì mình thì hay chiều thì hay chạy vòng vòng không gió nữa. Chứ là chụp hình, mình cũng sẽ thích chụp hình. Thì là chụp không đẹp nhưng mà mê chụp, như hát hay cũng bằng hay hát vậy các bạn.
Và mình cũng xin kết thúc clip này tại đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hay hãy like và share cho kênh anh em chúng mình nha. Ok, chào mừng các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo của kênh GTN nha các bạn. Mình là Di. Mình tên Mạnh. Đúng rồi, tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở các clip tiếp theo.